giống cỏ đu trâu được mua ở đâu? Giống cỏ đu trâu nào tốt nhất hiện nay chứa nhiều vitamin và protein? Để giúp cho các bạn mua được những giống cỏ đu trâu an toàn, chất lượng cũng như giúp gia tăng sự lựa chọn hạt giống phong phú, đa dạng và chất lượng, hãy xem ngay video sau đây của Giống Cỏ Tiến Đạt để nắm được những giống cỏ đu trâu tốt nhất hiện nay. Giống cỏ đu trâu thứ nhất chính là giống cỏ Mobacha Guinea. Giống cỏ Guinea Mobacha là giống cỏ thân mềm, không lông, xuất xứ tại Thái Lan. Đây là nguồn thức ăn thô xanh, dễ tiêu hóa, có tính ngon miệng cao, đồng thời chứa nhiều vitamin và protein lên đến 18% trong cỏ. Bà con có thể sử dụng loại cỏ này để bổ béo trâu quanh năm, kết quả cho lượng thịt rất ngon, giá bán rất cao khi xuất bán ra thị trường. Giống cỏ Guinea được đánh giá là giống cỏ số 1 trong các loại giống cỏ nuôi trâu tốt nhất tại Việt Nam. Đây là giống cỏ đầu tiên mà bà con cần mua ngay khi đưa vào trồng cỏ nuôi trâu. Giống cỏ nuôi trâu thứ hai đó là giống cỏ Moto 2. Cỏ Moto 2 có nguồn gốc tại Thái Lan, là cỏ có lông nhỏ, thân mềm, chuyên dùng cho trâu bò, đặc biệt là trâu vỗ béo và trâu sinh sản. Vào mùa đông từ tháng 10 cho đến tháng 12, do rắc đậm rắc hại kéo dài, dẫn đến nhiều đàn trâu chết vì thiếu thức ăn, thì đây là giống cỏ cứu cánh tốt nhất cho bà con. Đối với nuôi trâu vỗ béo, với phương thức nuôi vỗ béo, việc chăn nuôi trâu để lấy thịt, sử dụng cỏ Moto 2 để vỗ béo trâu đực gầy, trâu sau 24 tháng tuổi, hay là những con trâu lò thải sẽ trở nên béo tốt, nhiều thịt và đạt tiêu chuẩn. Sau một thời gian ngắn, đặc biệt sử dụng cỏ Moto 2 với nuôi trâu nhốt chuồng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngược lại, bà con nuôi trâu vỗ béo theo hướng chăn thả thì phải trồng cỏ Moto 2 với một diện tích trồng lớn. Đối với nuôi trâu sinh sản, đối với trâu sữa thì khẩu phần thức ăn khoảng 60-70% thức ăn xanh và 30-40% thức ăn tinh hỗn hợp tính theo đơn vị thức ăn. Cho nên việc lựa chọn cỏ Moto 2 là sự hoàn hảo trong chăn nuôi trâu sinh sản. Bà con sử dụng cỏ Moto 2 trộn lẫn với thức ăn cám viên, cám bắp để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng thì sản lượng sữa của con trâu sẽ được duy trì và hồi phục cơ thể sau khi đẻ. Giống cỏ nuôi trâu tốt nhất thứ ba chính là giống cỏ Rugi. Đối với người Việt Nam, giống cỏ VA06 là loại cỏ quen thuộc với người nông dân, có thể sử dụng để chăn thả, nhưng nó không mang lại hiệu quả và dinh dưỡng cao. Nếu bà con nuôi trâu chăn thả, thì bà con nên nghĩ ngay đến giống cỏ Rugi. Đây là loại cỏ tuyệt vời trong các loại giống cỏ nuôi trâu tốt nhất dùng để chăn thả trâu trên cánh đồng rộng lớn. Cỏ Rugi có nguồn gốc từ châu Phi, thuộc họ hòa thảo, thân bò, rễ chùm. Khi trưởng thành, cây có chiều cao từ 1m cho đến 1,5m, năng suất trung bình từ 150 cho đến 180 tấn trên 1 hecta trên 1 năm. Lá cỏ mềm, nhiều lông mịn, có vị ngon. Xu hướng nuôi trâu trồng cỏ chăn nuôi tại gia là điều cần thiết hiện nay. Ngày trước nuôi trâu chỉ cần thả đồi núi, ven bờ đê, không quan trọng giống cỏ nào chứa nhiều thành phần hóa học, giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên giờ đây mọi thứ gần như đã thay đổi. Hiện nay có rất nhiều nhà phân phối giống cỏ nuôi trâu thương hiệu, trong đó giống cỏ Tiến Đạt là địa chỉ uy tín nhất hiện nay. Quý anh chị có thể liên hệ để mua hạt giống tại đây. Sau đây là video 3 giống cỏ nuôi trâu tốt nhất hiện nay. Hy vọng những thông tin của giống cỏ Tiến Đạt chia sẻ sẽ giúp cho bà con tìm được hạt giống như ý. Chúc các bạn thành công.